ね。Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long GSC. Hoàng Long là chủ đầu tư. Chắc thế. Công ty Hoàng Long GSC là trách nhiệm hữu hạn à? Rồi stock à? Hay là cổ phần nhỉ? Choi Tok Company á, Choi Tok Company. Không làm không thử thì không biết, làm thử thì thôi thiệt thế này, tính theo khác. Mời cho ông em trước là con định về đấy làm phó cho các ông làm đi công để tính có tiền biết chung quan hệ. Ông ngồi ông uống nước trà còn ông rồi nha. Ngồi xe nó bị đang ở ngồi quán nước trà của nó đợi gì rồi cho đặt đấy rồi xong rồi một rưỡi mà thì kém ăn thì ăn không thì tắm. Mẹ buổi sáng